Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một căn trước đây mình đã quay rồi, nhưng mà hôm nay em ấy thành hoa hậu, em ấy về với tổ ấm ăn vui ba rồi. Thì câu chuyện chúng ta sẽ thấy một cái điều là tư duy của chủ nhà. Trước đây là chúng ta sẽ thấy là 58 mét vuông mà chúng ta tham gia được tổ ấm ăn vui, được hưởng chính sách của chủ đầu tư, như thế được 16 triệu một tháng, và chúng ta lại thiết kế thi công nhanh, lắm bắt nhịp và làm sao đó mà hưởng được chính sách ăn vui, nhưng mà vẫn cái tư duy về sau cái ngôi nhà của chúng ta ấy, vẫn đi được vào hiện hữu, thực thi trong những điều kiện là chúng ta làm thi công móng thật tốt, tiên lượng tiếp theo là chúng ta sẽ có thang máy nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây để chúng ta thấy cái căn này về mặt ý tưởng thiết kế của anh kiến trúc sư này. Chúng ta sẽ nhìn thấy một bầu trời rất trong xanh của phân khu sao biển. Hôm nay mình cũng rất là tuyệt vời, là cảm ơn những gia chủ sau khi nắm bắt cơ hội và cho mình được cái sự trải nghiệm này. Thì chúng ta sẽ đi vào đây. Cái mặt tiền căn này là 4,5 m nhá. Thì đây này, mình thấy rằng là chủ nhà thiết kế cái trần thạch cao rất là duyên dáng này, trông với một cái nét kiến trúc của văn phòng hay một ngôi nhà thì mình thấy cũng là rất là điều tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là gì, cái đầu chờ của cái điều hòa cũng khá là hợp lý. Tiếp theo là mình hay thấy là một số các cái nhà mình cũng đã gặp, nhưng mà nếu như các bạn để có những cái căn này mà bạn để cái cầu thang đi thẳng ấy, thì mình thấy là một số các đơn vị kiến trúc người ta cũng nói là lỗi phong thủy. Ở vào tầng 1 thì mình sẽ thấy là cái thiết kế về trần này đem lại một cái không gian rất là lịch thiệp, tinh tế. Và cái điều nữa là gì, cái nền nhà thì mình theo dõi giám sát từ đầu là anh ấy đổ như một lớp trần rằng cái ở bên dưới để tránh cái sụp lún, và anh ấy rằng bắn cả cái lưới thép vào trong, bắn vào trong tường. Thì như vậy là để cái này để làm sao tránh cái câu chuyện ở đây là khi thi công thì chủ đầu tư, trước đây là cánh đồng thì chủ đầu tư chỉ ép cọc, thì cái gia cố như thế thì cái anh cũng rất là cẩn thận, mỗi một lần đến một công đoạn thì anh đều ghi lại video lại. Thế nhưng mà câu chuyện là mình cũng tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, thì ví dụ như chị bảo là sau này em bán đồ thời trang, bán đồ áo dài hay bán đồ như là đệm thảm thì Everon, thì chị bảo là em sẽ phải lát nền rất đẹp vì là khách của em sẽ là đi chân đất và đi tất vào đấy. Thì cái sự đấy là một cái câu chuyện rất là nhiều khách hàng, ví dụ bảo chỉ cho thuê bán phở thôi chẳng hạn, thì anh chị ấy chỉ là lát nền với một câu chuyện là tiết kiệm và làm sao đạt được cái hiệu quả của chương trình tổ ấm ăn vui. Thế nhưng mà chúng ta sẽ nhìn này, với một cái nét kim sa, chắc là nếu mà là vàng thì là mình cũng sẽ cậy lên để mình lấy đấy. Thế thì đây thì mình thấy rằng là câu chuyện là sẽ tất cả từ chủ nhà, và nữa là gì, rất nhiều các đơn vị mình đi mình quay ấy, thì mình thấy là các bạn ấy cái vỉa này này, cái bó vỉa này bạn ấy hở ra ném trên tường, thì như vậy là sẽ bị là gì, khi chúng ta đi nó kê đồ nó sẽ không áp được web, và như này cái sự nhân công sẽ khác, cái chi phí nhân công là khác, nhưng nhìn vào nhà thì cái thẩm mỹ nó cũng sẽ khác hơn. Bây giờ chúng ta đi vào trong này, một không gian mà mình nghĩ là đó là phần thưởng, mà một phần của câu chuyện của tư duy anh ấy đưa vào đây là cái thang này, thang bộ. Nhưng mà câu chuyện là chúng ta cũng sẽ rất nhiều, các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều rồi, nhưng chỉ một cái chỉ của cái thang này thôi, cái bậc thang này này đấy, đã đem lại cái điểm nhấn cho cái khu ngôi nhà, mà cho cái bậc cầu thang thôi, mà chúng ta cũng sẽ mỗi một lần tiếp khách mình cũng sẽ thấy là bước chân lên cầu thang nó cũng sẽ êm ái và cảm thấy có một cái sự lịch thiệp. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây, cái chỗ này là một cái điểm nhấn, mình nghĩ rằng là nếu như các bạn đạt được cái tổ ấm ăn vui trong 24 tháng, nhưng mà nếu chúng ta không có một cái tầm nhìn tư duy thì chúng ta, anh ấy đây anh đang để một cái ổ chờ là chờ thang lắp thang máy, nhưng câu chuyện là gì, chúng ta cũng sẽ phải để một cái thang máy, nhưng mà cái thi công ở đây này, trước đây mình đã quay một rồi mà mình cứ để cái đường link lại cho mọi người, thì cái hộc thang này, cái hố pit của anh ấy sẽ là chúng ta nhìn thấy không, chúng ta đang đi vào khai thác sử dụng nhưng mà cũng rất là được lịch thiệp này, đúng không, tinh tế đấy, mọi người không nhìn thấy. Nhưng mà nếu có rất nhiều người đơn vị các bạn thi công, bạn sẽ bảo là không phải lo nghĩ gì đâu, hố pit không phải lo nghĩ, nhưng mà khi các bạn lắp thang máy lên ấy sẽ bị rung đấy. Thế nên là câu chuyện này mình sẽ để cái link mà lúc này anh ấy đổ cái cầu thang bộ này đấy, để mọi người thấy rằng là câu chuyện mình vẫn phân tích với mọi người là bạn lựa chọn cái đơn vị thi công thiết kế ấy, nó phải có một cái tầm nhìn
chúng ta ngày hôm nay chúng ta có thể đạt được tối nội tổ ấm vui, nhưng đến lúc sau đó chúng ta đi làm lại sẽ rất rất mất chi phí. Nên là cái điều này là mình thấy là điều tuyệt vời nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào trong này. Ở đây là anh ấy thiết kế một cái toilet, nhà vệ sinh ở đây, với cái gạch nền nó cũng rất là tinh tế, đẹp. Thế và đây cái câu chuyện của anh ấy sen tắm này trần. Đấy, và câu chuyện này mình cũng rất là cảm ơn, được quay rất nhiều cái gương. Đấy, cứ mình cay mới tinh là gương mình rất đẹp trai. Đấy, ok. Đây, bạn sẽ thấy này. Thế thì cái phòng tắm đôi khi cái gạch lát thôi nhưng mà nó sạch. Hoặc là sau này chị em đi vào, chị em sẽ thấy là đấy. Và tiếp theo đây, cái một cái không gian riêng bình thường thôi, chỉ mấy cái này thôi, nhưng mà sau này ấy, đi chúng ta đi toilet, chúng ta để đồng hồ hay để những cái đồ ở đây này. Đấy, và hôm vừa rồi ấy, thì mình quay rất nhiều nhà mẫu rồi, nhưng mà hôm nào mình sẽ quay là mình tắm mẫu. Đây chúng ta thấy là một cái không gian này thôi, nhưng đo lại ấy, nhiều người người ta xây quá trình thiết kế mình đã để ý rồi, chỉ cần chật độ cái này độ khoảng 10-15 phân. Nhưng mà cái cảm giác chúng ta phải thấy là chúng ta có hai cái khái niệm là đầu ra và đầu vào. Đấy, thì cái đầu ra của anh ấy xử lý cũng rất là tuyệt vời. Đấy, cái tiếp theo thì mình sẽ nói với các bạn là các bạn có tham gia tổ ấm ăn vui, nhưng mà các bạn phải đi cái tiên lượng về cái cầu thang này này, thang máy, thì cái giá trị ngôi nhà của bạn sau này x2 x3, bán cho chủ nhà bạn ghi lại được thì người ta cũng sẵn sàng trả cho bạn. Đấy, chứ nếu như các bạn chỉ thi công mà cái gạch này lên đẹp nhưng bạn không giám sát được cái câu chuyện của thi công ấy, là các bạn mình đánh giá là cũng không thật sự là không tốt. Và anh này sẽ là một người tiên phong tiếp theo là làm 48m² tại phân khu Hải Âu, có thang máy. À, các bạn chờ nhá, dành riêng cho mình được độc quyền quay. À, tiếp theo là cái đằng sau này thì sân sau thì anh ấy sẽ câu chuyện là anh ấy sau này thì sẽ có sự vận dụng, nhưng vận dụng ở sự chia sẻ các bạn ở khía cạnh, chứ còn mình cũng không chia sẻ được vì câu chuyện là còn rất là nhiều các cái ban bộ ngành. Thế thì ở đây 48m thì cái này nó là một đột phá mà mình muốn chia sẻ với các bạn với những kiến trúc ấy, thì khi đấy bạn sẽ thấy là ngôi nhà của bạn thật sự có giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2 nhé. Thì cái góc cua của này này, thì mình đợt trước mình quay rất nhiều những căn chưa hoàn thiện. Đấy, toàn đi lên trên mà không có tay vịn. Thì kể từ giờ trở đi mình sẽ quay những căn rất là đẹp mà sẽ luôn luôn có tay vịn cho mình đi lên. Đây, thì dạ, bạn sẽ thấy này, mỗi một bậc bước chân lên nhá, cái kẻ chỉ này nó đem lại cho chúng ta một cái điều khác. Đấy, thế và đây thì một điều đây, mình sẽ chia sẻ phân tích với các bạn của cái căn của chủ đầu tư hoàn thiện với căn của anh này. Với 48m², nhưng mà cái văn phòng mà các bạn sẽ nhìn đây, anh ấy đang đầu chờ nhá, nghiệm thu xong rồi chúng ta sẽ có một câu chuyện. Xong ra đây, bây giờ chúng ta sẽ nhìn này. Với những căn của chủ đầu tư ấy, thì họ hay lát cái gạch màu, như đây anh ấy lát gỗ nhá, sàn gỗ. Và câu chuyện này này, chúng ta có thể làm ở đây bếp, có thể nhưng mình chia sẻ thôi, còn câu chuyện nó ở các bạn qua đây thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn với cả anh kiến trúc sư nữa. Chúng ta nhìn này, tầng 2 của anh ấy đây. Đấy, bạn sẽ nhìn thấy không, mái trần này và không gian cực rộng. Thì câu chuyện là như này, shop house thì họ sẽ hướng đến là tầng 1, tầng 2 cho thuê, và căn nguyên bản chủ đầu tư bàn giao là tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư ấy, 5 tầng hoàn thiện ấy, thì cái bếp nó góc này vô hình chung là diện tích rất là mình hình thôi, thì mỗi chỗ nó cũng sẽ đẹp, nhưng mà mình thấy ý tưởng, mình đánh giá cái căn này của anh ấy, nếu như đúng là tầng 1, tầng 2 anh ấy cho thuê nhá, thì bạn khai thác hiệu quả cực kỳ rộng. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây, ở phía trước này có anh cũng lát gạch nhá, lát gạch, và cũng sẽ nhìn thấy lát gạch, nhìn này các bạn sẽ nhìn thấy đây. Và cái câu chuyện này nhá, chúng ta cũng phải chú ý cái độ cao của cái này, mình để ý nhá, phải dốc về, chứ nếu không thì cũng lại có câu chuyện là nước mưa và cái xử lý thấm. Thì bây giờ ở nhìn lại góc này thì bạn sẽ nhìn thấy đây, anh này, nếu như các bạn, mình đã gặp rất nhiều người thuê, các bạn cứ đi tìm 4-5 triệu, nhưng căn này có anh ấy bảo 10 triệu anh cũng không cho thuê, vì chính khi anh ấy làm xong rồi thì giá trị gia tăng của ngôi nhà, để bạn nhìn nền tầng 1, tầng 2 đẹp không? Đấy, thế nên là mình mới thấy rằng là tất cả nó ở tầm tư duy, tức là gì, bạn theo được cái chương trình tổ ấm vui nhưng ngôi nhà của mình lại, bạn lại gia tăng giá trị. Đây, cái văn phòng hay bất kỳ điều gì nữa thì ai đến đây cũng thích, và anh ấy cũng đang là một đơn vị thiết kế cho một cái bạn nữa, là bạn ấy, tức là mình hay tiệm cận với những khách hàng của tầm nhìn cao ấy, là tức là gì, người ta hướng đến một cái câu chuyện là cái căn nhà người ta triệu đô thì đương nhiên là y phục xứng kỳ đức, cái người thiết kế cũng vậy, làm sao mà gia tăng cái giá trị mà có tầm nhìn dài hạn ấy, chứ không kể cả anh ấy câu chuyện ở đây ấy, bẻ phốt xây nhưng mà vẫn cho một lớp inox vào để làm gì,
chả có ai nói được câu chuyện là có không chống đún không. Nhưng mà nếu khi bàn chuyện ấy thì rất nhiều nhà lại đi bảo ừ thôi làm rẻ cho nhất cho chị ấy. Nhưng mà đến bây giờ bạn thấy không, một cái người cho thuê 4 triệu với một người cho thuê 10 triệu nhưng tính tổng chi phí và người ta vẫn lại. Đó là tầm nhìn đấy. Thì mình sẽ trở lại căn này một vào một buổi tối nữa, các bạn sẽ thấy một sự lung linh đẹp hơn. Mình sẽ quay nhiều cái khúc giờ. Thế còn sau này đó nữa nếu hoàn thiện, thế và mình rất muốn là các sự kết nối để mọi người thấy rằng là chúng ta hãy chọn lựa và chúng ta lựa chọn cái tầm nhìn dài hạn cho chúng ta, thì chúng ta sẽ ra vô hình chung là ai muốn đầu tư, muốn kết nối, một câu chuyện là một cái giá trị của chủ đầu tư đem đến là gì, lời hạnh phúc ngập tràn hay tổ ấm ăn vui. Thì trước tiên là trong nhà chúng ta phải vui, chúng ta gặp những người bạn hữu, chúng ta gặp những người thi công, chúng ta cũng phải có niềm vui ấy. Thì cái điều mà mình muốn mong muốn và chia sẻ cho các bạn như thế này, mình trước đây thì vào đây thì còn không có chỗ ngồi, hiện tại là có khả năng là anh sẽ tạo cho mình thỉnh thoảng có những chỗ làm. Thì qua video mình muốn chia sẻ với các bạn như này, các bạn tìm những địa chỉ, những câu chuyện là chúng ta chuẩn bị về đây rồi, chúng ta xây nên những ngôi nhà tuyệt vời, có thể là báu vật truyền đời cho các thế hệ mai sau ấy. Và một chủ đầu tư tâm huyết thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần lựa chọn những cái đơn vị, chúng ta lựa chọn những đơn vị mà thi công bắt tay với nhau, chúng ta là đồng, là cư dân, là những điều bắt tay nhìn thấy mặt nhau, tay bắt mặt mừng và giá trị tuyệt vời nhất. Các bạn có thể kết bạn với mình qua số Zalo là 0901156886. Mình sẽ kết nối trực tiếp cho anh kỹ sư và mình sẽ hẹn lại các bạn một ngày nữa là quay vào thời gian buổi tối nữa, sẽ nó cực đẹp cho các bạn và chúng ta sẽ lựa chọn những đơn vị thi công làm sao thật sự tuyệt vời, gắn bó với nhau, đi đâu đến phân khu nào gọi nhau ra uống cà phê, uống nước chè và thấy tự hào rằng là bạn ấy đang kết nối và tạo lên những giá trị tuyệt vời cho căn biệt thự của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.